Sehun và Ngô Thiến sắp được gặp khán giả sau 5 năm với I Love Gutman. Có lẽ đây sẽ là tin tức đáng ăn mừng với những fan hâm mộ của Sehun. EXO và Ngô Thiến khi I Love Gutman, tạm dịch, Tôi Yêu Người Mưu Tinh, đã chính thức có dấu hiệu quay trở lại. Ngỡ tưởng đã bị ngừng chiếu nhưng đến nay, theo một vài nguồn tin, bộ phim đã được xếp lịch lên sóng trong tháng 5 năm 2021. Đây là bộ phim đầu tay của thành viên nhỏ tuổi nhất Sehun, EXO lại còn là dự án hợp tác chung. Hàn chính vì vậy Tôi Yêu Người Mưu Tinh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Lần này, nam chính Sehun sẽ đóng cặp cùng Ngô Thiến, nữ diễn viên được hàng triệu khán giả biết đến qua bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Lần này trở lại, bộ phim gây chú ý hơn với dàn cast toàn sao. Ngoài thành viên EXO, dàn diễn viên hoa ngữ góp mặt trong bộ phim đều là những ngôi sao đăng lên. Sao trẻ mới nổi khi đó Ngô Thiến đã kịp ghi dấu ấn rõ nét hơn với Như Ý Chuyện hay gần đây là Lê Hấp Đường Phèn. Tống Uy Long trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu hiện nay với Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc hay Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của hai thần tượng xinh đẹp của nhóm SNH48, Cúc Tịch Y và Hứa Gia Kỳ. Trở lại với Tôi Yêu Người Mưu Tinh, bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa một chàng trai nửa người nửa mèo sống cùng một cô gái tốt bụng, xinh đẹp. Cô gái đã phát hiện ra phần mềm dịch ngôn ngữ của mèo sang người, giúp anh rất nhiều trong cuộc sống. Từ đấy, nhiều tình huống hài hước, giờ khóc giờ cười diễn ra và cũng là điểm bắt đầu cho tình yêu giữa hai người. Có thể nhiều khán giả đã biết, lịch chiếu phim ban đầu được công bố là vào mùa đông năm 2016, mùa Giáng sinh năm đó, nhưng không hiểu vì lý do nào mà phim cứ dần trôi vào quên lãng. Các fan hâm mộ thì sốt ruột chờ đợi lịch lên phim để được thưởng thức tác phẩm đầu tay của nam thần tượng Sehun. Kể từ đó, phim liên tục bị rời lịch chiếu mà lý do được nhiều người phỏng đoán là vì lệnh cấm làn sóng Hollywood tại Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, sau 5 năm bị đắp chiếu, Tôi Yêu Người Mưu Tinh đã tìm thấy dấu hiệu đáng mừng. Theo một nguồn tin, bộ phim sẽ được ra rạp từ ngày 18 tháng 5 trên Tencent. Còn phía người hâm mộ thì sao? Họ nghĩ gì với tin tức trở lại của Tôi Yêu Người Mưu Tinh? Netizen Việt không ngừng xôn xao và để lại nhiều bình luận. Lại câu cũ, bộ phim quay từ thời dàn cast chẳng biết ai ngoài anh nhà, Oh Sehun, giờ thì quen mặt nhớ tên hết các diễn viên rồi. Ôi vui mừng suýt khóc vì em tưởng đến lúc em lấy chồng đẻ con rồi cũng chưa được xem phim của anh cơ. Nhớ phim này có tin khởi quay vào hồi tôi học cấp 2, giờ tốt nghiệp rồi vẫn chưa thấy phim. Sehun còn bộ Archimedes Thân Yêu cũng ngâm mấy năm rồi đó. Cầu Archimedes Thân Yêu phát sóng, chắc hẳn sau nhiều lần phải ăn dưa bở khán giả sẽ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng nữa. Bởi điều này họ đã được trải nghiệm suốt 5 năm qua. Phần đông fan hâm mộ nói vậy nhưng một số người khác vẫn rất kỳ vọng điều này là thật để họ được tận hưởng chemistry giữa Sehun và Ngô Thiến.